Vâng, đệ tử Cao Phong xin mến chào các bác và anh em. Tiếp tục trong clip ngày hôm nay, đệ tử Cao Phong lại lên sóng để giới thiệu đến các bác và toàn thể anh em một siêu phẩm nữa. Đó là chiếc cục đẩy bãi Mỹ Lát, model là 4050, bật đẩy 4 kênh, hàng bãi Mỹ xịn, rất đẹp. Các bác nhìn đây ạ, hàng siêu phẩm và rất là hiếm khi gặp trên thị trường các bác. Đó, các bác nhìn này, nguồn máy áp của nó là nằm trong một cái hộp bảo vệ, có cả mã vạch này các bác nhé. Đây, mã vạch này, cực chất luôn. Và cái sò của nó là nằm xuống, quay xuống phía dưới này. Đấy, có thời gian thì em sẽ tháo cái vỉ này ra để quay lên để cho các bác xem cái số sò ở bên dưới này. Các bác nhìn thấy những con tụ này, toàn bộ con tụ đắt tiền luôn. Đấy, 8 quả tụ lọc nguồn 2, 4, 6, 8. Đây, rất đẹp và rất là lớn, hàng đẩy bài Mỹ xịn luôn. Con này tiếng cực kỳ hay, tiếng vô cùng hay luôn. Đó, tiếng của nó rất sạch luôn. Bác em test chất âm trực tiếp từ con này ra, nhưng mà các bác nghe đấy, tiếng của nó quá sạch sẽ luôn. Các bác có thể để nghe nhạc luôn được. Đó, rất đẹp luôn. Nguồn máy áp của nó rất là lớn các bác nhá, nằm trong một cái hộp bảo vệ này, rất là cầu kỳ. Con này size 3U nhá, nặng 31 kg, rất nặng luôn. Tổng trọng lượng của con này là 31 kg, đẹp xuất sắc luôn, tiếng cực kỳ hay. Đấy, các bác nhỉ, không ai nghe chất âm trực tiếp từ mỗi đẩy ra loa luôn, bởi vì bao giờ các bác phải có chiếc lọc, chiếc vang. Nhưng con này mới có mỗi một con đẩy này, không nhạc từ máy tính vào và đưa ra loa luôn, nên tiếng của nó vô cùng sạch sẽ luôn. Đó, các bác nhìn này, có con đẩy nào nó dùng hai con dưa le này, rất là đẹp luôn. Bên này con này, đó, cực kỳ đẹp. Những con tụ con trở này rất là nhiều con này. Con này chạy công suất của nó là 1000W một kênh các bác nhé, 1000W một kênh, đánh trung bình 1000W một kênh. Đấy, đây quạt gió tự động nhé, quạt gió khi nào nóng bắt đầu quạt gió mới chạy nhé các bác nhé. Đấy, bắt đầu khi nào các bác chơi nó nhiệt, nó báo nhiệt độ đạt, bắt đầu quạt gió nó mới chạy. Đấy, mở nhỏ quạt gió, máy vẫn mới mở mát là quạt gió đứng im. Khi nào các bác chơi thời gian lâu, cái cụ nó đạt một cái ngưỡng nhiệt lên, bắt đầu nó mới đóng dây le để bắt đầu quạt gió hoạt động. Rất là tuyệt vời luôn. Đẩy bãi Mỹ Lát, model là PR04050. Đây model này. Đấy, model này quay sát model này các bác. Model là PR04050. Đấy, đẩy 4 kênh, 4 volume chất áp này, chạy cực kỳ chuẩn. Đẹp xuất sắc luôn, size 3U. Em nhắc lại là size 3U. Và trọng lượng là, tổng trọng lượng là 31 kg. Em đã đặt nguyên máy không này lên là 31 kg. Nó rất nặng, hàng bề gãy lưng thôi các bác. Cái con này mà các bác chơi vào trong các cái cấu hình âm thanh công suất lớn, hoặc là các bác đi làm sự kiện thì quá tuyệt vời luôn. Chất âm của nó cực kỳ hay, hàng siêu hiếm. Em quay sát này, cái vì mạch của nó này zin tuyệt đối các bác nhé, tất cả zin đét luôn, còn nguyên keo niêm phong của nhà sản xuất hết này. Đấy, toàn bộ này có nhiều chở này, tụ chở rất là đẹp. Cực kỳ chất luôn. Đẩy 4 kênh bãi Mỹ xịn, 4 kênh công suất lớn, size 3U, 31 kg, nặng 2 người kênh các bạn nhé, một người bê gãy lưng luôn. Đấy, đường nhạc em đưa vào và trực tiếp vào máy tính này. Đấy, dây ra máy tính này. Đấy, và ra loa luôn này. Đấy, em rút ra. Đấy, chẳng qua cái gì đâu nha các bác nhé. Đấy, cắm trực tiếp vào này, máy tính vào này. Tiếng của nó quá sạch. Này, ra loa này, tắt loa đi này. Đó, xoáy tắt loa này, đóng loa này. Đó, không có làm hàng nó biết gì. Các bác mua hàng các bác phải được test trực tiếp như thế nó mới sướng, tiếng nó mới hay, hàng nó mới chuẩn. Đó, đẩy bãi Mỹ xịn Lát, model là PR04050, đẩy 4 kênh, công suất lớn, size 3U, hàng siêu hiếm luôn, tiếng quá sạch sẽ. Các bác có nhu cầu đúng chân thì các bác liên hệ sớm, bởi vì số lượng hàng này nó không có nhiều, hàng này là hàng chất đấy, và hàng hiếm không có nhiều, nên các bác nhanh tay. Đẹp xuất sắc các bác.